Các bạn có thể nhìn thấy chất tướng là Virus và Ash mạnh ở đầu trận. Talia có thể là một chất tướng mạnh ở giữa với khả năng đi ra hai cánh. Wukong cũng là như vậy, khi có một đến hai món đồ thì Wukong rất mạnh. Còn Camille thực ra là quân bài bảo hiểm về cuối dành cho bên phía Fnatic, bởi vì giai đoạn về sau, giai đoạn về cuối trận thì lượng sát thương chuẩn của Camille là cực kỳ khủng khiếp. Chúng ta đã chứng kiến được kèo đấu mà Camille đá Cassante thốn như thế nào khi mà con tướng này có đủ trang bị. Thì bên phía của Fnatic họ đang chơi một cái đội hình vừa gọi là thuần tấn công nhưng cũng rất mạo hiểm khi đội hình này cần rất nhiều tài nguyên. Camille, Talia, Wukong đều cần tài nguyên và cặp đôi đường dưới của họ phải là cặp đôi có khả năng thắng đường để có thể trì lại những khu vực đường trên farm. Nhưng ngược lại bên phía của Genji họ cũng đang có khu vực đường trên chấp nhận cho thủ hòa. Cảm ơn Bùi Đức Hậu nha. Đi rừng kiểm soát. Tận Tiêu Anh để ngày ngày mai ngày mốt tính nha, chưa mà Tiêu Anh đánh trên ngày ngày mốt lượng mà ta. Này đụng độ với cả Virus giai đoạn đầu ấy thì con Rumble cần phải rất cẩn thận. Bởi vì cái lao điện của Rumble ấy thì nó khó trúng hơn so với tán xạ tiễn của Ash. Và nếu mà Fnatic là đội chủ động núp bụi trước thì Rumble xin một ván từ Fnatic. Không, Fnatic thực sự có thể thắng được một ván á, một ván trước Genji là được. Nhưng mà nó phải yêu cầu rất là nhiều, tụi Fnatic nó phải có cái phong độ cực kỳ cao và phải có một chút may mắn trong ván đó nữa. Nhưng mà có nằm trong khả năng nha, gặt được một ván từ Fnatic là có khả năng, tại mình đang thấy tụi Fnatic đánh cũng khá là ổn. Nhưng mà mình nghĩ cao lắm là 3-1 rồi chứ không hơn được, 3-1, 3-0 thôi. Nhưng mà khả năng có được một ván của Fnatic là có, tại vì tụi mình đang cảm thấy là Fnatic đánh tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cả hai đội để mà thắng BO5 thì chắc chắn là không nổi, nhưng mà đánh tốt là có. Kalista của Pay đang di chuyển. Anh có thể để ý thấy cái điều đấy khi mà Pay đang di chuyển lên đường trên để có thể đào đường. Bữa giờ chúng ta đã thấy những cái động thái fake kiểu này rồi. Xạ thủ sẽ chủ động di chuyển lên sau những bước lộ mặt ban đầu của đường trên, và sau đó đường trên sẽ đi cùng với rừng tiến thẳng vào rừng đối phương để xâm lăng, và sẽ là những cái bước động thái đổi đường và Fnatic họ chưa có tầm nhìn. Họ sẽ không có thông tin những bước di chuyển đột biến từ Genji. Đúng quá, để mà Rumble với Kalista đối. Như vậy là Fnatic đổi đường thì cũng mình nghĩ là cũng có cơ sở, tại vì thực ra là đây sẽ là kiểu cái kèo đường dưới là kèo 50-50. Bạn mới quay xuống bạn chơi. Nếu như kèo đường trên á, kèo Sante với lại Camille là kèo con Sante nó sẽ thua hẳn luôn, gần như là thua hẳn. Cho nên là khi mà đổi đường như thế này thì coi như là Fnatic giải quyết được một cái bài toán là khả năng là gặp khó khăn ở cả hai đường cánh. Bạn băng trụ cũng không có được một lượng sát thương là cũng không. Một điểm nữa anh em chú ý nè, bây giờ là khi mà đổi đường á thì đường giữa nó sẽ trở thành một cái cuộc đối đầu 1-1 rõ ràng hơn, thì để cho bên phía của Chu Vi nó có thể tận dụng được khả năng đi đường. Thứ hai là hạn chế sức mạnh của bốn Camille khi mà Camille, tại vì khi mà đảo đường á, khu vực đường giữa nó sẽ không có nhiều đột biến. Có những con mắt khiến cho Oscarinin không mà giấu tên nha, di chuyển không hít được kinh nghiệm cũng không tạo được bất kỳ đột biến ở khu vực đường giữa. Mà bây giờ anh ta mờ ha, mờ là do sổ của anh em, lúc nào mình cũng để HD à. Thì lúc này Oscar lúc nào mà mờ là anh em thấy mình coi cô stream mà mờ là do sổ hết, chứ lúc nào mình cũng để HD nha. Của những người lính đường dưới cũng như là lượng tiền của khiên trụ, nhưng lúc này có Canyon ở đây rồi, và thậm chí Oscar Rudin còn đang đứng trước ngay trước mặt Canyon. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy Canyon cấp độ 3, trong khi đó bên phía bên kia chỉ là Ash và Varus mà thôi. Ash và Varus thì chưa có kỹ năng khống chế dịch chuyển lên cánh trên để đón lính Oscar Rudin, hình như là chưa hit được cái gì cả. Anh ta buộc phải sử dụng cái dịch chuyển của mình, và có vẻ cái sụt của bên VC Studio nó sẽ không 100% HD full đâu anh em. Tại vì họ cũng lấy một cái sụt từ bên Riot về á, xong rồi họ phải giảm bớt cái sụt đó, coi như là các bạn đang coi cô stream lại hai lần á. Chưa có mặt ở đây, chỉ là cấu rỉa để khiến cho Oscar Lin có được một lượng máu thấp. Thì cái chất lượng lúc nào nó cũng sẽ bị giảm một tí. Sẽ là bằng sụt 3 người. Ây da, cái pha này ta không có nghiệm. Chắc chỉ có thể là công dụng của đổi đường là gì? Công dụng của đổi đường mình vừa mới nói á. Công dụng của đổi đường là nếu trong trường hợp đội của các bạn bích một cái đội hình mà có khả năng thua đường ở hai cánh thì các bạn sẽ đổi đường. Từ cái chỗ là có thể thua thì các bạn sẽ có hai đường cánh hòa. Chu Vi, ui, thằng Humanoid nó sợ đó, nó sợ đó. Chu Vi vội ngay, Humanoid là người thực sự hơi ngợp trong cái pha tăng tốc vừa rồi khi mà Chu Vi anh ta lao lên trao đổi liên tục. Cảm ơn Bùi Đức Hậu nha. Fnatic đang cần tất cả những cái sự cổ vũ của những bạn fan của Fnatic. Kèo này không dễ đâu. Đổi lại nè. Mất luôn cả dịch chuyển ra đường giữa. Đây sẽ là lợi thế. Tụi Genji bữa giờ là nó trend đổi đường hơi nhiều nha. Đường giữa của họ sẽ ở thế đẩy liên tục và tạo được áp lực. Genji bữa giờ mình cảm giác là trend đổi đường khá nhiều á. Tụi nó khá là chủ động trong việc đưa ra những cái pha di chuyển. Lời không thì mình không biết, nhưng mà để coi coi, mình cảm thấy là tụi nó đang rất là mượt trong việc đổi qua đổi lại đường nè.
Bây giờ bên phía của Genji họ đang muốn đổi ngược trở lại khi mà cầu thủ đường dưới của họ là Pain với Lehen đã xuống rồi. Có những con mắt phát hiện tầm nhìn của nó đổi đúng cái thời điểm này nè. Cảm ơn bạn Khanh nha. Nó đổi đúng thời điểm này là thời điểm mà thằng Bay với thằng Lehen đều lên được cấp 3 rồi. Tức là bộ kỹ năng của tụi nó đầy đủ để có thể đi 2-2 rồi đó. Thì nó đổi lại ngay lập tức. Ở đường trên thì sao đang là một đợt mà Oscarin rồi con Sante cũng đủ 4 cấp độ đầu có đủ bộ kỹ năng rồi, đánh với Camille cũng đỡ hơn một xíu với cái dịch chuyển của mình. Và đây là một tình huống xuất hiện Canyon ở đây tăng bật tốc hành đến là Jun. Ôi để có thể họ thấy rồi, Lehen thấp máu và rất biết ba người, nhưng Canyon tiếp cận được người của Noah. Noah mất tốc biến là bỏ chạy tới chiến thiếu đó. Ôi vẫn chết kìa, đó là chiến công đầu rất nhanh rồi. Vậy Rasop tới đây làm gì đây? Họ thực sự chơi liều trong pha khi họ Genji thực sự là nó trend rất là tốt cái đổi đường này nha anh em. Thợ Sante, thợ Sante. Pha ta chủ quan và Kim đã trừng phạt ngay lập tức. Cái này chúng ta có thể nói là ao xỉu nữa. Thực ra đó là những cái pha mà Genji xử lý đổi đường mượt quá anh em. Bây giờ thì Genji bữa giờ trend ác. Thế mà kể cả Wukong có xuống ấy cũng không sợ, bởi vì chúng ta có được một lượng sát thương cực lớn. Pha thi đấu vừa rồi là một pha rõ ràng là Noah đã là. Các bạn để ý cái vị trí của Canyon khi mà đổi đường từ đầu đến giờ á. Vị trí của Canyon từ đầu đến giờ mỗi khi mà Fnatic di chuyển á đều rất là hợp lý. Họ có tầm nhìn của rừng đối phương. Tại vì rừng của bạn mà không xử lý tốt trong những tình huống đổi đường thì dễ dẫn những tình huống mà đối phương có nhiều người hơn để băng trụ này nọ các thứ. Nhưng mà thằng Canyon nó di chuyển và cái vị trí của nó cực kỳ hợp lý trong khoảng thời gian ban đầu vừa rồi. Họ biết công vô công thời điểm đầu. Không hề có bất kỳ áp lực nào cả cho nên là Genji, đặc biệt là Chovy, anh ta lướt lên, anh ta thẳng sát thương rồi. Nhưng khu vực bên dưới lại đánh nhau với một con Sejuani và Wukong ở cấp độ 5. Cảm ơn bạn vừa đôi nét nha. Đó một cái vấn đề rất là lớn đấy. Và chưa kể pha thi đấu vừa rồi ấy, là Lehen cũng làm chất tướng đánh gần. Thế là kích hoạt nội tại của Canyon là cực kỳ nhanh. Nên họ đóng băng rất nhanh và tạo một lượng sát thương cực lớn vào người của Noah. Noah không cầm thanh tẩy nha, anh ta cầm cái hồi máu. Nên khi mà bị trích cái thiêu đốt vào và bị làm choáng đến từ Canyon là xong luôn. Và với một cái lợi thế rõ ràng như vậy thì bây giờ Chovy sẽ là người chủ động đẩy. Lehen có mặt ở đây để pha tích bây giờ phải hạn chế đừng. Đây là một mình nghĩ là hạn chế, bây giờ hạn chế đừng để nó dẫn trước Chovy nhiều quá thôi, tại vì đội hình của pha tích giao tranh cũng khá là mạnh. Và khi mà có sâu như này ấy, đừng để khoảng cách nó nhiều quá thì đánh giao tranh. Chứ bây giờ bắt đầu cảm giác là cái nhịp đổi đường của tụi Fnatic nó kiểm soát được xong rồi. Bây giờ hai đường cánh của Fnatic đều đang có lợi, mid cũng có lợi. Này là vô thế ba đường thắng rồi đó. Với một lượng máu và mana full cây lên người, Umanoi cũng có một tình huống di chuyển để ăn hạt hồi phục. Tuy nhiên sau đầu tiên là nằm trong tầm kiểm soát của phía của Genji. Bây giờ thì Oscarin sẽ phải là người phải thật cẩn thận, bởi vì Kim vẫn còn nói cho mình tốc hành. Và nếu mà Oscarin đâm vào hơi sâu có thể sẽ là bật tốc hành, sau đó khô máu đuổi dí từ nhà tới trường, bởi vì Oscarin bây giờ đã không còn cho mình là tốc biến nữa. Canyon cũng đang rất cố gắng. Galio hả? Galio sẽ xuất hiện. Galio có xuất hiện rồi mà, Galio sẽ xuất hiện á. Từ từ đi anh em. Tới vòng này thì chắc chắn Galio sẽ xuất hiện. Canyon đã có cấp độ 6 rồi, đứng góc này để có thể ném. Chưa có tốc biến. Rồi, Humanoid không. Canyon nó là vua mấy cái này anh em. Mạng nhường dành cho Chovy đánh mượt thật sự đến từ Genji. Cái con heo của thằng Canyon á. Tính toán quá chuẩn đến từ Canyon. Người vô địch cái bộ môn mà bụi cây biết nói với lại quăng bô la băng. Ném bô la băng có được thêm biển bảo gục thứ hai cho Genji Sport. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của nhà đương kim vô địch LCK. Một cái ván thi đấu gọi là thử dò đối phương thôi. Cảm ơn bạn vừa donate nha. Còn được đánh nhiều nha. Họ đã được đánh nóng máy rồi á. Genji đã nghỉ một thời gian rất là lâu rồi. Và tay chân của họ vẫn chưa được khởi động đâu. Nhưng những cái bước di chuyển đầu tiên là những pha xử lý kỹ năng đó từ Genji nó đang đạt cái mức độ hiệu quả quá là cao đi. Rasa có một tình huống di chuyển cắm mắt và quyết định ăn rồng. Liệu có thực sự là hiệu quả hay không đây? Canyon đứng kế bên, cắm một con mắt, thấy rồi. Ăn được. Canyon đang không có ép đánh được nha. Pha này pha tiếp ép đánh được á. Các bạn có thể nhìn thấy tầm nhìn của họ là không quá đầy đủ. Và Canyon biết là Canyon nó quái quá. Chưa hồi lại tốc biến đến như vừa rồi. Canyon anh ta tấn công để lấy máu đối phương và lấy thế mà thôi. Để cho Chovy có thể đẩy được. Mất cái bô la băng rồi. Ăn rồng chạy về nha. Vẫn là con rồng đầu tiên rồi bên phía của Fnatic. Tuy nhiên đây chỉ là một cái mục tiêu nhỏ nhoi. Đại băng tiễn. Nhìn giống trúng, nhìn giống trúng. Đúng không đây? Đại băng tiễn không vào. Chovy không bị thoát được từ đúng vừa rồi. Thực ra tôi nghĩ là Chovy là một người thi đấu rất là kinh nghiệm rồi. Thường là những cái pha này bạn sẽ không đứng ở giữa đường đâu. Bạn sẽ liên tục đảo sang hai cánh, đặc biệt là Chovy luôn luôn đứng ở cái phía mà anh ta có tầm nhìn. Một cú chiều mình thực ra trong tâm khảm của mình thì mình rất là mong Fnatic có một cái thế trận tốt. Chứ mà Fnatic mà nó không có thế trận tốt thì cặp này nó cũng không
không khác ngày hôm qua là bao nhiêu đâu. Mặc dù là mình là fan LCK mình vẫn mong pha tích chống cự một tí. Sát thương không đủ, khả năng sống sót không cao. Humanoid đang hơi khó ở khu vực đường giữa này. Anh ta không thể di chuyển hai cánh ở thời điểm hiện tại được. Bình thường thì chúng ta gọi con Cocky khu vực đường giữa, nếu như để nó farm thì nó là một quả bom nổ chậm. Nhưng bây giờ nó thành vụ nổ lớn rồi nè. Đúng rồi. Nó nhiều tiền, nó có mạng, và thậm chí là nó kích hoạt đòn phủ đầu liên tục. Thực sự đây là một cái quả bom mà bên đây, phía của Erotic mất kiểm soát rồi. Solo kill ta. Ra đây là một pha mà Humanoid chưa mất cho mình là tấm thảm bất ổn. Nên là Chovy ta thi đấu rất nhẹ nhàng, người ta chỉ cố gắng cấu rỉa đối phương mà thôi. Cái tốc độ đẩy lính của Chovy bây giờ sẽ vượt trội hơn hẳn so với Humanoid. Trong khi đó ở đường dưới này đã qua cái giai đoạn mà Noah cộng với cả Jun có thể thi đấu ở trên đầu trên chưa được 2.000 tiền thì má vấn đề là tụi Genji á, nó là một cái đội mà khả năng kiểm soát né giao tranh của nó cũng rất là tốt. Đánh điên đánh khùng tí á mới được, pha tới bây giờ phải đánh điên đánh khùng tí. Kiểu nhào nhào vô kiếm chuyện đánh nhau á, chứ để hồi nó rút rỉa hồi là các bạn sẽ thấy Humanoid bị đẩy về. Humanoid mà bị đẩy về cái là cái con sứ giả ba con sâu tiếp theo thuộc về Genji chùa. Đó, định mệnh mới gọi kéo về là xong. Hết kỹ năng rồi. Nhưng chúng ta thì lại ăn thêm một cái tốt nè, boss tốt nè, boss pha tích tốt nè. As trả sát thương liên tục, Lehen thấp máu quá rồi, bay cũng cần phải lùi về. Có một tình huống dịch chuyển tốc biến mũi tên xuyên phá không đủ sát thương. Họ đang cần câu giờ vẫn còn mít tới với chiêu cuối. Bắn người sáu được tung ra và mục tiêu đánh xong đang là Lehen phi thân. Tốt luôn. Đã có được mạng đầu tiên và bay đang cố gắng. Hay vậy ta. Quân địa chấn nó sẽ là hai mạng. Người nói đỉnh đó. Nhưng liệu bỏ mạng lại cho Jovi nó có lời không đây? Được, vẫn chấp nhận được, vẫn chấp nhận được. Người ta đang tạo ra một con quái vật ở khu vực đường giữa. Nhưng rõ ràng cái nhịp đầu tiên của chúng ta thấy cái combo Kalista với Rumble có thể khắc chế được. Vẫn chấp nhận được. Cuối của Noah thu về là được. Và pha đấy nếu mà chạy rồi sau đó mới lựa góc để có thể trải mưa tên lửa, tôi nghĩ là sẽ đẹp hơn. Nhưng bên này nó có Ken Nhân anh em. Lê Hen, anh ta băng thẳng vào. Băng trụ. Oscarin đang ở một đây còn Ken Nhân với lại Kim. Đang chờ đẩy lính vào. Oscarin còn hai nội. Thổ Ken Nhân nó ác quá mày ơi. Ken Nhân ác điên. Oscarin cố gắng bò chạy nhưng đó là tốc phản từ Kim. Ôi hay nha. Thành công. Và xử lý kỹ năng rất tốt đến Oscarin. Ken Nhân nó kiểu như nó quay lưng đi, nó làm cho nó Oscarin bị giật mình á, cái pha ném Bola đó kiểu trồng CC nó hơi sớm một chút trong cái quá trình nó làm cho Oscarinin bị giật mình luôn á. Đứng đây là pha và Lehen có là tầm nhìn của Razok và Noah, nhưng Razok còn chiêu cuối nhưng không còn tốc biến nữa. Kiểu tưởng nó lui á. Công đã mất tốc biến trong một pha thi đấu mà khá là cảm giác là tưởng như nó lui xong rồi nó quăng cái bola bất ngờ lắm. Cái nhịp quăng của thằng Canyon vừa đầu quỷ lắm á. Thường á trong kèo đối đầu thì Camille sẽ chủ động cầm thiêu đốt dịch chuyển để có thể lấy lợi thế. May là cái ván thi đấu này anh ta cầm tốc biến. Chứ các bạn nghĩ coi thằng Oscarini nó đang nhìn thằng Ken Nhành như vậy. Nó biết thằng Ken Nhành đứng đó làm sao mà tốc độ phản xạ của nó mà không né được cái bô la băng đó. Nhưng mà cái nhịp quăng của thằng Ken Nhành nó quỷ lắm. Thực ra cái nhịp này đi về là đẹp này. Nhưng mà đánh thêm ấy thì Jun đã có một pha đại băng tiễn ngay cái mưa tên lửa sẽ quắc. Nên sau đó Lehen mất nguyên một nửa cây máu và chưa kịp làm gì. Tấn công Lehen nó ta không có boss vẫn nát. Boss của pha tích vẫn đuối nha anh em. Có lẽ tôi sẽ tiếp lời cho anh Dương trong tình huống thứ đó. Đáng ra chúng ta phải dành những lời khen dành cho Noah cùng với Jun. Đầu tiên cánh trên gánh tiếp rồi, cánh trên gánh tiếp rồi. Để câu cái đền mệnh vậy gọi và họ giữ đại băng tiễn đến cùng khi mà Lehen lao ra lượt thứ hai. Boss vẫn đuối. Tuyệt vời. Đây sẽ là một ván thi đấu mà chúng ta nhìn thấy các kỹ năng chiêu cuối sẽ là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt pha này cũng là đại băng tiễn chuẩn xác đến từ Jun. Để rồi sau đó kết hợp thêm một cái lốc xoáy đến từ Razok. Thực ra đây là điều mà bên phía Fnatic muốn làm ở ngay cái giai đoạn mà họ chọn một cái combo Varus, Ash cộng với cả Wukong như này rồi. Khi mà ba vị tướng này 3 đánh 3 rất là khỏe. Đặc biệt bên phía bên kia Rumble hỗ trợ sẽ rất khó được có thể lên được cho mình là cái đồng hồ để có được khả năng câu kéo và chống chịu ở giai đoạn đầu. Thế nên đây là một mục tiêu mà cực kỳ dễ khai thác khi mà đối phương không có tốc biến. Bây giờ đường dưới của Genji Sport không hề có phép bổ trợ. Đây sẽ là lúc để họ phải đẩy một cách chậm rãi mà thôi. Và thậm chí là có thể ra đường giữa ngay từ lúc này để bắt đầu cái giai đoạn mà Chovy sẽ đi đẩy cánh, gia tăng thêm cho mình những món trang bị khác. Những cái đánh giá ban đầu chủ vị đứng khó chịu. Erotic đang làm khá là tốt cho tới thì hiện tại họ không có quá nhiều so với Genji phía bên kia. Vinh ơi, nhẹ nhàng thôi em, bắn hai cái tên lửa định hướng. Vinh ơi. Chỉ số treo ở bên trên đầu. Razok. Bắn vừa vừa phải phải thôi em. Còn tốc biến và cả chiêu cuối trên người. Bên phía của Erotic đánh con rồng này hợp lý không khi mà Wukong công không còn chiêu cuối, không còn tốc biến. Họ đang sẵn sàng. Bên phía Genji đang tiến vào, không có gói hai trên người của Chovy nha.
anh ta đang đi đầu tiên, Lehen cũng tiến theo, Canyon lao lên. Hay trừng phạt hay. Rồng dành cho Triple Atlantic. Nhưng mà chạy đi. Razok đang chịu sát thương quá nhiều, một cú đại bằng tiện ép cho Chovy bắt buộc phải lùi lại. Và Atlantic pha tích đánh tốt, pha tích đánh tốt. Tốt. Chính xác của Atlantic khi dồn sát thương vào con rồng và sau đó rút lui về với cái bộ. Mà em Vinh đánh con Cocky này dã man quá, 158 chỉ số lính rồi. Hai mạng. Bay lên và thay vào đó Chovy phải sử dụng cái cú đấm của mình để bay về. Đó cũng là một pha thi đấu mà Humanoid đã có những cú thấm tải. 6 sau. 6 sau thì khó giữ cái trụ này. Nhưng vấn đề ở thời điểm hiện tại đấy là họ không cản được hai cánh của Gen Z Sport Farm ở thời điểm này. Khi mà Kin cũng đang hơn tiền so với Skyrim, rồi Chovy cũng đang hơn tiền khá nhiều so với Humanoid. Dạ. Khi mà bạn để một con Cocky này, một chất tướng yếu ở giai đoạn đầu ván đấu mà lại có 6 sâu hư không cộng với cả một cái chỉ số. Sao nó bắn đau vậy ta? Một chỉ số vàng nó ổn định. Chủ vị mày hắc đàm đúng không? Đó sẽ là một cái quả bom nổ chậm, thậm chí là nó đang bắt đầu tiến đến một khẩu tấn công rồi. Bắn đau ác. Chúng ta thấy được những chỉ số bên phía của Atlantic kiểm soát được 2 rồng. Genji thì 6 sâu, nhưng về lớp giáp trụ thì Genji đang là 6 lớp giáp trụ. Lượng tài chính chênh lệch rất nhiều. Jun, anh ta cần phải cẩn thận tốc biến chút xảy. Mạng nhường cho Chu Vi nữa. Ui. Nó có tầm nhìn mà, nó có tầm nhìn mà. Ở khu vực hang rồng thì Genji Sport đã để lại một con mắt. Các bạn có thể thấy con mắt ngay giữa sông. Cặp Ken nhìn Chu Vi này nó dã man quá. Cắm mắt lên bên trên. Thôi ông bảo với Donut nha. Ngay lập tức quyết đoán đến từ Lehen. Đấy là tốc biến xuống, thiêu đốt và sấy để có thể đem về điểm hạ gục thứ 3 dành cho Chu Vi. Lối chơi của Genji Sport vẫn là như vậy. Tất cả những điểm hạ gục nếu có thể thì họ sẽ nhường cho Chu Vi để anh ta có thể gánh team. Bên phía của Atlantic họ nhìn vào cái chỉ số tiền chênh lệch lặng lẽ Kin vẫn tạo ra khoảng cách cực lớn luôn. Nhưng chúng ta nhìn vào cái nhưng mà cái ván này là vẫn tiếp tục lên kênh nhìn quỷ anh em. Nhưng về chỉ số farm và tiền không chênh bao nhiêu so với Razok bên phía bên kia cả. Hợp đồng thành công nhất của nửa đầu năm 2024 trên Kin về Genji. Đánh con heo rất nhẹ nhàng từ tốn. Lên đổ lại. Nhưng với giải quyết nguyên cái cánh trên cho bên phía của Genji luôn. Lớp kiến trụ và bây giờ thêm một con sứ giả để tấn công các công trình nữa thì việc mà tăng tiến sức mạnh của con Cocky này chắc chắn là chuyện không phải bàn. Trong khi đó ở bên phía bên kia, đối sách của Atlantic đấy là gì? Đấy là họ muốn khai thác vào các cánh đẩy lẻ khi mà Razok sẽ đi cùng với cả Camille của Oscarin. Đây là cặp đôi có thể bắt chết một mục tiêu rất tốt, nên nếu mà Chovy đứng lỗi hoàn toàn có thể bị khai thác. Tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại Chovy có lẽ hai rồng mà tại vì bot ngu. Bot thua làm sao kiểm soát rồng được anh em? Trần Kinh chứ phải mà mày thần thánh đâu mà bot thua lên mà ăn được rồng. Bot bị đè quá sao ăn rồng được? Nhưng nếu trong trường hợp mà Genji không lỗi thì bây giờ Fnatic cần phải làm gì nhỉ? Tôi nghĩ họ cần phải để cho Oscarin gia tăng thêm được lượng đồ của mình để đang hoàn toàn có thể tạo thành một cái uy hiếp ở cánh đẩy lẻ cho bên phía của Genji phải kéo người ra đây. Chứ ở thời điểm hiện tại trông không có nhiều áp lực lắm dành cho Canyon. Mình nghĩ là sau một số pha của cái giai đoạn đầu đi đường này là thằng Lehen nó cũng đang bị lỗi vị trí nhiều á. Không phải là do thằng Bay hết 100% đâu. Bot nó là một cặp. Cho nên mình nghĩ là hai cái pha mà thằng Lehen nó lỗi vị trí nó bị bắt á, tức là nó cũng có trách nhiệm do cái chuyện của bot Genji dạo gần đây phong độ không tốt, là Lehen cũng đang phong độ cũng không ổn định lắm. Kèm thêm một cái mưa tên lửa để chắc chắn lấy được trụ bột đường giữa này, giúp cho họ kiểm soát tầm nhìn. Bây giờ đã có chiêu cuối hùng rồi. Như vậy là con sứ giả này câu được một chiêu cuối khá quan trọng của Fnatic. 1 phút 15 giây nữa là con rồng thứ ba của ván đấu xuất hiện. Nhờ với cái với hai đường đơn với rừng này thì mình nghĩ rằng Fnatic vẫn chưa thể nào ngăn chặn được. Phải suy nghĩ đến việc giao tranh ở hang rồng ở những cái thời điểm. Nhìn đồ của Chu Vi là thôi nghĩ rồi. Đồ Chu Vi với đồ Kin. Trong khi đó, đồ của Kin lát nữa các bạn để ý Noah với lại Jun á, mà đánh vô Kin á, tầm phút thứ 20 khi mà Kin nó xong hai món á, Noah với Jun bắn vô Kin là hai thằng mất máu, là hàng boss của Fnatic. Hay quá, đại băng tiễn hay quá. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Hay nè Noah. Ghê ta. Chưa thì gặp vỏ đạn rồi. Noah là người ăn được mạng và Fnatic đã có những bước tốt ta.
đấy có phải là cái kịch bản mà chúng ta đã nói không? Khi mà Chovy anh ta đi như vậy, khi mà Chovy anh ta tấn công như vậy mà anh ta không cần biết là tầm nhìn của đối phương ở đâu, không cần biết là có dash của Jun đang 15 giây mất con rồng này rồi, ba rồng rồi đó. Sport phải trả khi Fnatic đã có một pha shutdown vô cùng tuyệt vời. Hai điểm hạ gục liên tiếp từ Fnatic trước khi con rồng ra chỉ là 5 giây mà thôi. Ở thời điểm hiện tại, ra kịp không? Chỉ có Chovy có thể ra được với cái dịch bản đồ công nghệ có cổng dịch chuyển. Genji có muốn đánh tiếp hay không? Có quay hàng à? Thiếu đốt tấn công thằng Razok. Razok không tốc biến. Rồi. Để cover Razok chạy. Giật dây bò không đủ sát thương và thanh tẩy. Hạ mưa tên lửa và cuối cùng nằm xuống với mạng hạ gục và nộp phay. Bên phía của Genji vấp một thì Fnatic vấp nặng lắm ngay con rồng luôn. Thực ra nó cùng ở một nửa bản đồ mà có vẻ như là cái viên đá mà lúc nãy Chovy vấp tưởng đâu ngon Razok hay là cầm theo và dạng vấp đốt ở hàng rồng tưởng đâu ngon chết rừng tặng cho Genji Sport một con rồng mà họ không tiêu tốn quá nhiều thứ. Chovy sử dụng cái dịch chuyển anh ta vừa ăn rồi đốn hết nha giữa và bây giờ di chuyển rất nhanh lên khu vực cánh trên này với gói hàng nhé, anh ta vẫn còn gói hàng trên người nên di chuyển cực kỳ nhanh lên trên farm tiếp. Thằng Jun đi hay quá ha, xem lại một pha vấp khá nặng của Chovy. Jun đi hay quá, đó là một tình huống mà anh ta không hề có tầm nhìn của Jun và cái hitbox của đại băng tiễn trong tay của Jun là quá ảo để rồi sau đó Chovy không đi đâu được cả, bởi người ta biết rằng có dịch chuyển đằng sau. Bạn đội hình pha tích nó không bất ngờ với pha này. Canyon muốn cover đẩy năm thằng xuống quá nhanh luôn, bắt lại bởi các thành viên của Fnatic, một pha kéo người đến rất nhanh của đại diện đến từ LEC. Một cái lớp giáp ảo đến từ kiếm đơn cưa là không đủ khi lượng sát thương vật lý gây bởi Jun cùng với Razok từ tình huống đó là có. Và Talia trong tay của Humanoid nhưng Fang vào dưới muốn câu kêu nhau. Oscarin sao mà đánh lại nó hơn một đồ kìa các bạn nhìn và đi. Ta cứ bấm như thế này thì có thể đuôi móc về được thôi. Tôi nghĩ là may là anh ta cầm tốc biến nên bây giờ anh ta vẫn chưa nằm xuống lần nào. Chứ nếu mà cầm đốt, nó hơn hẳn một đồ luôn đó. Bản thi đấu này là Camille chắc là 3-4 lần gì đấy rồi. Khi mà Kin bây giờ các bạn có thể nhìn thấy đã có được 2 món đồ và đây là ngưỡng sức mạnh của Kassante. Khi mà khả năng chống chịu của anh ta có, anh ta cũng sẽ không dễ dàng bị bắt bởi 2 hoặc 3 người Fnatic. Nhưng anh ta lại có một lượng sát thương cực kỳ lớn khi mà bạn bật cho mình là chiêu cuối chơi không máu. Đây sẽ tạo thành một cái cánh khá là áp lực dành cho bên phía Fnatic. Trong khi đó bây giờ Chovy sẽ là người đi cùng với những người đồng đội khác để có thể tiến hành những hơn chục lính nhưng mà hơn 5 lớp giáp trụ và cái trụ đầu anh em. Bởi bây giờ dù sao để đẩy lính xong ở đường trên thì bạn cũng không có việc gì. Lính hơn không nhiều nhưng mà tại vì hơn nguyên một cái trụ đầu tiên luôn á. Jun nguy hiểm lắm, không có ân tiễn thì đừng vào. À vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn tán xạ tiễn. Có thể đánh giá một cái pha thất bại ở rồng đó là một cái má coi này tức, bạn biết tức gì không? Mình không chắc 100% là Gam sẽ thắng được FlyQuest. Nhưng mà mình nghĩ là đánh với FlyQuest thì chắc chắn là tỷ lệ ngon hơn đánh với Fnatic. FlyQuest ngu vãi. Má bốc ngay trúng cái nhánh Fnatic khỏe đi. Cái tỷ lệ thắng của Gam trước FlyQuest mình nghĩ cũng không phải là vượt trội hơn nhiều lắm. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà đánh FlyQuest là cơ hội chúng ta nhiều hơn. Razok không thể nào chạy được trong những pha thi đấu như vậy và anh ta bắt buộc phải nằm lại. Ở thời điểm này có lẽ là anh FlyQuest ngu điên kinh nghiệm rồi. Đây vẫn là ngưỡng sức mạnh mà họ có thể chơi được với những kỹ năng ở chiêu cuối ở cấp độ 2 của Wukong, của Varus và của Asichia có cấp độ 2, nhưng đó vẫn là một kỹ năng thể mở được. Đây là lúc để họ có thể đánh. Không chắc chắn thắng đâu, nó vẫn mình nghĩ nó vẫn nhỉnh hơn, mình không phải là nó thắng chắc. Nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ kiểu như là có cơ hội hơn so với đánh với Fnatic á. Mình không nói là thắng chắc nha. Nhưng mà rõ ràng là nhìn là cảm giác là hai này là thẳng mà Fnatic với lại FlyQuest sức mạnh là thẳng nhau mà. Tất nhiên là tụi nó đánh với những đối thủ khác nhau chúng ta cũng không nói được. Nhưng mà các bạn thấy không? Tức là cái tỷ lệ phạm sai lầm và cái cách mà Fnatic xử lý ván đấu á nó rất là chắc chắn. Và đối thủ của Fnatic gặp nè là Top Esports và bây giờ là Genji. Các bạn thấy nó đánh không? Tỷ lệ sai lầm rất ít. Và nếu như đối phương mà sai lầm là nó khai thác được liền. Cấu rỉa đối phương thấp máu thì bạn sẽ thể băng vào rồi cùng với những người đồng đội của mình. Nhưng cấu rỉa thì không lại. Còn mấy thằng mini airbot kia mà nằm ngửa không, từ hạt giống số 1 tới hạt giống số 2 nằm ngửa hết. Nếu chỉ là Kanisa thôi thì rõ ràng lượng sát thương của Varus có thể nhỉnh hơn. Nhưng thêm cả một con Corki đã có hai đồ lớn như này thì là rất khó để phân tích có thể cấu rỉa trước. Mà các bạn nhớ cái con đường mình vẽ cho Gam không? Con đường mình vẽ cho Gam bị sai một chỗ và biết chữ gì không? Chỗ mấy thằng top. Con đường của Gam nó phải giống với những tình huống đại diện chính xác của trường. Bắt được không? Nhắm bắt được không? Mà nó tung ra chiêu cuối để bắt một người nào đó. Con đường mình vẽ cho Gam á là nó phải có một cái pha giúp đỡ từ Top Esports nữa, là phải đấm thằng Fnatic 2-0 trắng hủy diệt. Tấn công không?
lao lên gõ nhẹ vào người để nó mất tinh thần rồi. Giống như là bên cánh kia thì Oanh nó đấm phải quá sao. Nhưng mà bên phía Top Esports không làm được điều đó. Đây là cái pha bị lủng một bước ở chỗ đó. Để bạn có thể kiểm soát được tầm nhìn di chuyển từ đường giữa ra khu vực hang rồng. Nhưng mà đồng thời với lúc đấy các bạn nhìn về lượng sát thương của Gen.G đi. Nếu Fnatic vào rồng, Gen.G có thể lao vào Baron nha. Lượng sát thương của họ vào Baron là nhiều. Họ có chống chịu ở đây. Kasate của Kim đang có một lối đi vòng. Game né chiêu nè, bây giờ là game né chiêu nè. Anh ta hoàn toàn có thể vòng ra sau lưng của Fnatic ở pha thi đấu này. Oscar Ninin có một tình huống bấm biến về, anh ta muốn shopping thì phải. Ây da, ây da, ây da, ây da, quỷ tới. Anh ta tìm kiếm một người của Jun. Kenyon đã hạ gục được Jun. Quỷ tới, mình kịp tới. Hết thực sự dành cho FNAT rồi. Razok là nạn nhân tiếp theo được nhắm vào. Anh ta tạm thời chạy được. Nhưng Gen.G chiến thắng hoàn toàn. Các bạn có thể nhìn thấy được là bên phía Fnatic đã sai lầm. Nhìn con Sante nó đi bộ vô nhìn kinh vậy. Nhưng lúc đấy họ lại cố gắng di chuyển ra để lấy được tầm nhìn ở khu vực đường giữa. Và cái đường đấy nó là một điều rất tuyệt vời. Mày nhìn thằng Kim nó đi bộ vô nhìn kinh vậy. Khu vực bùa đỏ, anh ta cắm một con mắt kiểm soát vào. Các bạn có thể nhìn thấy pha thi đấu này. Khi phát hiện Kim bước ra thì đã quá trễ. Play hand rải này đẹp nè. Vừa tên lửa rất đẹp của Gen.G đã được đẩy ra rồi. Và khi mà Ki đẩy được Jun vào một góc thì thôi, đó là kết liễu dành cho bên phía Fnatic rồi. Họ không hề có một tí cơ hội nào trong pha giao tranh này. Khi mà đội hình của Gen.G đã là đội hình đánh rất mạnh từ trước ra sau. Cơ hội thực sự. Nhưng khoan đã, Razok tiếp tục với pha Baron này. Razok đang nỗ lực có thể cướp đại bằng tiếng bắn xuống. Razok lao xuống Baron. Bên phía Gen.G chuyển qua. Wow, bay ăn. Bên phía của Gen.G đỉnh. Không có cơ hội nào dành cho Razok. Không trừng phạt luôn nha. Rồi Oscar đi rồi. Oscar Inin tầm này đá kiểu gì được. Anh ta bị bola băng à? Không, đó là ta bị đóng băng thôi. Và sau đó là những cú tên có nỗ lực diệt thực sự trong pha Baron vừa rồi. Một pha mà Oscar có nỗ lực từ Fnatic dịch chuyển để có thể lấy tầm nhìn cho Razok. Razok sẽ đi vào và với một cái đại băng tiễn anh ta hoàn toàn có thể đẩy xuống để cố gắng có được cho mình là một pha cướp. Nhưng Gen.G dừng sát thương rất khó chịu. Họ dừng sát thương ở 2002 và họ sẽ có cái pha mà câu để cho Razok sử dụng trừng phạt trước. Đây, cái lượng máu này còn 2004 thì không có cái cửa nào để anh ta có thể trừng phạt thắng được cả. Đó là một pha mà đã dùng trừng phạt đến với Razok. Nhưng sát thương dày vò của Bay cũng là đã đủ. Thậm chí Canyon còn hình như không tung ra cái trừng phạt cho pha thi đấu này. Và để rồi sau khi ăn thăng ba đòn, cả đội hình của Gen.G quay ngược. Anh em nhấn like livestream giúp luôn cái nha. Quân bài Camille này đã phải nằm xuống lần đầu tiên. Cái khó của một đội như Fnatic trước những thằng như Gen.G hoặc là có thể là T1 là nó có nhiều vị trí có thể tỏa sáng quá. Thí dụ trong một cái giai đoạn mà bot Gen.G chưa thực sự chắc chắn ở giai đoạn đi đường đi, nhưng mà nó lại có cái cánh trên khỏe quá, nó gồng qua cái đoạn đó. Chắc cú thế. Khó quá. Cú cuối được tung ra đầu tiên là băng tiễn, tiếp theo là mũi tàu xuyên phá rồi. Humanoid ăn nguyên cú là băng. Đi rồi. Ôi, ác quá. Bây giờ thì thật sự là vỡ trận rồi đó. Razok bị dính dây vào. Đi rồi. Ta muốn chiêu cuối để chạy luôn. Kim tới. Ác quỷ tới rồi. Bên phía của Erotic đã giữ được thế trận ở thời điểm đầu. Nhưng đặc biệt là hai pha rồng và một pha Baron. Toàn bộ cái thế trận này đi hết. Game khó ha. Cảm giác là đánh là nỗ lực lắm rồi đó. Dấu chấm hết. Mà vẫn 28 phút banh nhà. Ma. MVP Ken nhanh. Mặc dù là con Baron xử lý 100% nhưng mà MVP là Ken nhanh. Búa lợi Baron là 6-9 rưỡi. Kiên ơi, Kiên ơi, Kiên chết đi, có chết không? Không chết. What the fuck? Và sử dụng chiêu cuối định mệnh, mày có tiếp tục tấn công vào Jun. Anh ta đã có mạng nhưng mạng nó đi bộ vô hai cái trụ nó nắm kia xong rồi sống ngang luôn. Quá dễ dàng trong bàn thi đấu này. Đó là một chiến thắng cực kỳ hoàn hảo và nó đúng theo phong cách của Gen.G. Họ để cho Chovy có thể farm được thoải mái ở đường giữa. Họ để cho Kim có được một cái thế trận đánh 1-1 ở đường trên. Và quan trọng hơn hết là giai đoạn đầu ván đấu